Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc ở trong việc là tốt với hệ tim mạch của chúng ta như thế nào. À thưa các bạn, chúng ta thì đã thường rất nghe rất nhiều thông tin về việc là hiện nay có rất nhiều người mắc phải các vấn đề về tim mạch rồi đúng không ạ? Và chúng ta thì có thể thấy rằng là số lượng người mắc phải những căn bệnh về tim mạch thì ngày một gia tăng. Và tất nhiên, ở việc sức khỏe tim mạch của chúng ta bị ảnh hưởng như vậy không chỉ bởi là do chế độ ăn uống, mà còn do là chúng ta chưa biết cách kiểm soát lượng thức ăn vào người, đồng thời là chưa có chế độ tập luyện thể dục thể thao một cách hoàn hảo. Vâng, Chính vì vậy việc làm như thế nào để giúp tăng cường sức khỏe của hệ tim mạch, đồng thời là giúp cho tim mạch của chúng ta được khỏe hơn và ngăn chặn được các căn bệnh liên quan đến tim mạch luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Và trong video này, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc trong việc là giúp tăng cường chức năng của hệ tim mạch. Khi mà nhắc đến táo đỏ thì hẳn rằng chúng ta sẽ nhớ ngay đến những quả táo đỏ Tân Cương, táo Tàu hay thậm chí là táo đỏ sấy khô đúng không ạ? Tuy nhiên thì Kiều Anh đã chia sẻ rất nhiều rồi, táo đỏ sấy khô có chứa nhiều dưỡng chất nhất, tốt nhất, đồng thời là mang nhiều lợi ích nhất. Đó chính là dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc. Bởi vì dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này thì được trồng ở những nơi có môi trường, có điều kiện môi trường thuận lợi, đồng thời là được chế biến ở trên dây chuyền công nghệ hiện đại nên đã cho ra những quả táo đỏ sấy khô vô cùng chất lượng cũng như là có rất nhiều chất dinh dưỡng như trên tay kiểu anh đây và như các bạn đã biết dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này thì mang đến rất nhiều công dụng với sức khỏe chẳng hạn như là ở hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng, ở giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn, làm đẹp da tuyệt vời hơn, giải độc cơ thể, giải độc gan. Và bên cạnh những công dụng chính mà Kiều Anh vừa chia sẻ thì táo đỏ sấy khô còn được xem như là một trong những vị thuốc dân gian ở giúp tăng cường sức khỏe của hệ tim mạch. Táo đỏ Sấy khô đến từ Hàn Quốc đã được chứng minh là có tác dụng tốt đối với sức khỏe của hệ tim mạch. Mỗi ngày ăn từ 2 đến 3 quả táo đỏ có thể giúp cho trái tim của bạn được khỏe mạnh hơn. Do táo đỏ có chứa kali và ít natri có tác dụng giúp các mạch máu được thư giãn và duy trì huyết áp. Táo đỏ còn được biết đến với công dụng hạ huyết áp do chứa polyphenol và chất xơ làm hòa tan cholesterol. Một nghiên cứu khác được thực hiện trong thập kỷ qua đã đưa ra kết luận rằng việc ăn táo đỏ mỗi ngày sẽ có công dụng làm giảm lượng cholesterol xấu. Thêm nữa, táo đỏ còn làm giảm đáng kể các dấu hiệu liên quan đến mảng bám và viêm trong thành mạch. Và tại sao Kiều Anh luôn chia sẻ rằng táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc luôn có chất lượng đứng đầu trên thị trường hiện nay? Thì để Kiều Anh làm một thí nghiệm nho nhỏ để các bạn cùng thấy nhé! Và như các bạn có thể thấy thì bên cạnh Kiều Anh đang là ở một đĩa táo đỏ sấy khô Hàn Quốc và như các bạn có thể thấy thì nhìn bên ngoài chúng ta đã thấy được độ bóng và độ mịn của mỗi quả táo đỏ đến từ Hàn Quốc này rồi và khác với những loại táo đỏ trên thị trường táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì có thớ thịt vô cùng dày đồng thời là khi chúng ta cầm lên hay là bóc ra thôi đã thấy mùi thơm toát ra từ trong gói rồi à, và táo đỏ sấy khô này thì cũng có chất lượng đã được chứng minh và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem bên trong quả táo đỏ này như thế nào nhé và Kiều Anh sẽ dùng tay để ở bẻ từng thớ thịt của táo đỏ ra. Vâng ạ. Và Kiều Anh thì vừa dùng tay để bẻ quả táo đỏ này ra. Và Kiều Anh tin chắc rằng nếu như các bạn đã sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là chất lượng của dòng sản phẩm táo đỏ này ở tốt hơn nhiều so với các loại táo đỏ khác trên thị trường hiện nay. Đầu tiên đó chính là với thớ thịt táo đỏ. Mặc dù là sấy khô nhưng thớ thịt vẫn vô cùng dày, đồng thời thịt bên trong của táo đỏ cũng vẫn vẫn rất là tươi à, và hơn hết đó chính là hạt của cái quả táo đỏ này thì rất là nhỏ thay vào đó thì uh, lượng thịt của táo đỏ thì được nhiều hơn đồng thời là dày hơn so với các loại táo khác trên thị trường à, và thêm một đặc điểm nữa đó chính là dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này thì rất là ngọt và thơm khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó tác động trực tiếp lên cơ thể của chúng ta và khi ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được rằng là táo đỏ này nó sẽ không bị quá khô, đồng thời là khi mà chúng ta sử dụng sẽ các vị ngọt ở trong táo đỏ sẽ tiết ngay ra trong miệng của chúng ta. Chính từ những công dụng tuyệt vời từ những chất lượng tuyệt vời như vậy mà táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc thì được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng và được sử dụng làm nhiều món ăn, chẳng hạn như là trà táo đỏ, chè táo đỏ nấu hạt sen hay là táo đỏ hầm gà và một ưu điểm nữa của dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này đó chính là có thiết kế vô cùng thanh lịch cũng như là hiện đại sang trọng chúng ta có thể là sử dụng làm quà tặng cho người thân bạn bè hay là cấp trên và các bạn hãy nhớ nhé đó chính là với một dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô chính hãng như bên cạnh kiểu oanh đây thì sẽ có mã vạch đầy đủ đồng thời ở phía bên ngoài hộp sẽ có logo của nhà ở nhà sản xuất đó chính là Samsung và bên trong táo đỏ thì ngoài một lớp hộp giấy như bên cạnh này thì táo đỏ còn được bọc ở trong một lớp túi ni lông ở vô cùng chắc chắn cũng như là đã được đóng gói kỹ càng để đảm bảo rằng là táo đỏ được bảo quản ở trong môi trường nhiệt độ tốt nhất và các bạn hãy nhớ nhá là để mua được dòng sản phẩm tốt và chất lượng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là đến trực tiếp các cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng rằng là với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.